Xin chào anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Sao Bạn Đang Chơi. Có thể là các anh em sẽ thấy hôm nay là tôi đang ngồi ở một vị trí khác và tôi đang check-in tại Hà Nội. Hôm nay thì Hà Nội đang đã vào thời tiết lập thu, thời tiết rất là đẹp, rất là mát mẻ. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 5 điều các bạn chưa biết về chiếc đồng hồ Patek Philippe 5320G. Đây là một chiếc đồng hồ Patek Philippe lịch vạn niên với khung máy siêu phức tạp Grand Communication được Patek giới thiệu năm 2017, và rất ít người trong chúng ta biết được 5 điều thú vị ở chiếc Patek Philippe này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 điều thú vị đó trong video này các bạn nhé. Về ngoại hình tổng thể chiếc đồng hồ này thì tôi có thể nói rằng Patek đã kết hợp rất là nhuần nhuyễn giữa thiết kế đương đại và cổ điển. Chúng ta sẽ thấy được một cái sự kết hợp rất là hài hòa giữa những gì nó là thành quả của những cái sản phẩm trước đây của Patek từ 40, 50, 60 năm trước và những kiểu dáng hoàn toàn mới với những cái cọc số cũng như là cái tổng thể của chiếc đồng hồ, khiến chiếc đồng hồ nó là một sự kết hợp rất là hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Tôi phải nói khi mà tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì tôi phải thốt lên điều rằng wow, Patek Philippe đã lại là gia tăng được khoảng cách với những thương hiệu đồng hồ khác trong các bạn. Và điểm thú vị đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là kính sapphire lồi lên của chiếc 5320G này. Như những cái năm cách đây khoảng 40-50 năm thì để chế tạo một cái kính lồi lên thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái kính nhựa hay gọi là kính flexible glass. Thì kính đấy thì cũng có ưu điểm đó chính là dễ uốn, đúng không ạ? Tuy nhiên là độ trong kém, dễ bị chảy xước vân vân. Thì năm 2000 từ những năm sau năm 2000 chúng ta có thể làm được những cái kính lồi. Đây, như ở góc này tôi nhìn này, đây là cái kính dày mà nó lồi lên một chút bằng sapphire. Cái kính này là từ sapphire. Tất nhiên là cái chi phí để làm kính này rất là đắt hơn kính nhựa rất là nhiều. Đây là cái điểm đầu tiên khi nói đến chiếc đồng hồ 5320 này. Với những phiên bản thông thường lịch vạn niên của Patek thì thường là làm kính phẳng, nhưng với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ thấy một lớp kính dày và lồi lên. Khi chúng ta nhìn ở góc này, đặc biệt chúng ta nhìn ở góc ngang, thì này thì nó có phần lồi lên, đó là dày lên. Điều thú vị thứ hai tôi muốn đề cập ở lớp vỏ chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ này là sử dụng một lớp vàng nguyên khối chế tạo lên cái lớp vỏ này. Có nghĩa là sao? Với một phiên bản một chiếc đồng hồ thông thường thì chúng ta sẽ làm vỏ riêng này, đúng tay hàng làm riêng này, hoàn thiện và chúng ta dán nó vào. Nhưng không, phiên bản này thì chúng ta sẽ thấy nó được làm hoàn toàn từ một khối vàng. Nếu mà là từ một khối vàng thì sao? Có nghĩa là nhà sản xuất sẽ mất nhiều công sức cho nó hơn. Vì nếu như là cái khối vàng này khi chúng ta làm và chế tác nó có một cái vấn đề gì đấy, ví dụ như là tay càng này, hoặc là thân lớp vỏ này, trong khâu hoàn thiện gần như là chúng ta sẽ phải cái chi phí để khắc phục nó rất là lớn. Đó, các bạn hiểu vì sao mà những cái thương hiệu đồng hồ khác hoặc những chiếc đồng hồ mà có mức giá vừa phải thì người ta vẫn làm phong cách truyền thống nhất, đó là làm cái vỏ trước và gắn đúng cái tay càng vào sau, tất nhiên là cái việc làm chế tác trên một khối vàng này nó rất là khó, nhưng bù lại thì chúng ta sẽ được rất là nhiều. Nghĩa là nhìn tổng thể chiếc đồng hồ như tôi vừa đề cập, nó là một khối, nó hoàn thiện thành một khối mà không có một cái chút, nó không có một chút nào nó như kiểu là kẽ hở, các bạn nhìn rất là mê đắm, từ phần tay càng, phần bezel đến phần thân vỏ, tuyệt vời. Rồi, đó là điều thứ hai mà tôi muốn trao đổi với các bạn về chiếc 5320 này. Cái thứ ba là gì? Điều thứ ba là cái điều mà tôi thích nhất ở lớp vỏ. Các bạn biết định nó là gì không? Chi tiết mà tôi thích nhất, thực sự là nó là bốn chi tiết thôi, bốn chi tiết ở lớp vỏ, nhưng nó chỉ là một thôi. Đó chính là tay càng, bốn tay càng ở trên lớp vỏ này. Tôi cực kỳ ấn tượng với cái tay càng của chiếc 5320 này. Thực tế ra mà nói thì dáng tay càng này không phải là dáng tay càng đầu tiên của Patek. Trước đây thì nó được sử dụng cho phiên bản 2405 cách đây khoảng mấy chục năm rồi các bạn ạ. Và cái tài giá tay càng này rất là ấn tượng, đặc biệt là với phiên bản 320 này. Như tôi nhìn thấy từ trên xuống nhé, góc mắt nhìn của mình, tôi đang nhìn ở đây thì thấy tay càng của nó là nó sẽ phát, đúng không ạ? Bạn thấy nó phát, vác nó không thẳng như chúng ta hay thấy, nó vác này. Và khi chúng ta nhìn từ phía hông thì nó lại được xếp lớp, ba tầng xếp lớp, đấy là xếp
trên lớp của bạn. Các bạn có thể nhìn ở ảnh video các bạn mới thấy được cái vẻ đẹp của nó như thế nào. Thì cái camera này sẽ thay tôi truyền tải cái vẻ đẹp của giáo tài cảm này. Đây là điểm ấn tượng nhất với chiếc đồng hồ Mamba 20 này. Một cái dáng tay cả thì phải nói là nó quá kỳ công đúng không ạ? Quá kỳ công để tạo thành cái bảo dáng tay cả này. Thay vì chúng ta vút nhọn cho chúng ta đánh bóng thì không, họ là ba tầng xếp lớp, tức là chúng ta phải cắt đánh bóng, cắt đánh bóng, cắt đánh bóng, mà nó phải xếp đều nhau, rất là mê. Và cuối của cái phần tay cả này thì chỉ là nó cầm vác một lần nữa. Trời ơi, lên tay đây. Rất người đúng không? Đó, đấy chính là điểm tôi thích nhất ở chiếc lớp vỏ này. Vậy còn hai điểm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là ở đâu? Đó chính là trên mặt số, trên lòng ngoài các bạn. Điểm thứ tư, đó chính là trên mặt số. Thì mặt số của chiếc đồng hồ này với độ hoàn thiện rất là cao. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là mặt số của chiếc đồng hồ này nhé. Nó không phải là làm bằng phương pháp Numen hay Enamel chúng ta từng biết, nó được làm bởi phương pháp lacquer hay còn cái nào gọi là sơn mài. Phương pháp sơn mài là gì? Chúng ta sẽ sơn, sau đó chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật mài, nó sẽ làm cho mặt của đồng hồ nhìn nó bóng, nó như là cảm giác là chúng ta lên men ấy, mặt men nhưng không phải. Nghệ thuật sơn mài nó khác và nó rất là đặc biệt. Đó. Ngoài ra một điểm đặc biệt ở trên mặt số trên đồng hồ này đó chính là những cọc số được làm được hoàn thiện, rất là tinh xảo. Và khi nói đến những cọc số này, các anh cameraman phải zoom hết sức vào để cho khán giả chúng ta có thể nhìn thấy được từng chi tiết, từng góc cạnh, bao tách vuốt tròn như nào, cắt vuông ra sao, đúng không ạ? Và một điểm nữa mà tôi nói ấn tượng ở trên mặt số đó chính là sự thay đổi giữa ô địch và tên thương hiệu. Với những phiên bản chúng ta đã thấy trước đây, năm 396, năm 496, vân vân ấy, thì ô lịch luôn luôn, ô lịch thứ và tháng luôn luôn là xếp dưới cái tên thương hiệu đúng không ạ? Nhưng với phiên bản này thì lại hoàn toàn ngược lại. Đó, đây là một cái điểm khi mà tôi nhìn vào, tôi ngắm cả mấy ngày hôm qua thì tôi thấy, tôi phát hiện ra đó là một cái sự đổi mới từ Patek Philippe. Đó. Vậy thì trên mặt số chiếc đồng hồ này còn có điểm gì đặc biệt? Như các bạn đã thấy này, đây là một chiếc đồng hồ lịch vạn niên nhưng nó hoàn toàn không phức tạp, nhìn nó rất là đơn giản. Đó, nó không có rất nhiều, nó không có nhiều mặt số phụ và nó rất dễ nhìn các bạn. Chúng ta sẽ có thêm hai cái chấm tròn báo lịch ngày đêm này và ba cái chấm tròn năm nhuận, giống như là những chiếc năm 270, rất phức tạp, siêu phức tạp, đúng không? Đó là những gì mà trên mặt số chiếc đồng hồ này. Quên mất, tôi còn thiếu các bạn điểm thứ năm. Đây là cái điểm mà tôi thấy tôi thích nhất ở trên mặt số, thích nhất ở trên mặt số các bạn. Đó là gì? Đó chính là cây kim. Cái cây kim của chiếc đồng hồ này mang tên là Sirin. Cái kim Sirin này dịch ra nó là kim ống tiêm. Và tại sao nó là kim ống tiêm? Như các bạn đã có thể nhìn thấy, nó rất giống cái ống tiêm mà chúng ta hay thường là tiêm khá bậy hoặc tiêm chích. Nghe tiêm chích nó hơi nặng nề chút, nhưng đây nó là cái kim ống tiêm. Đó. Lấy hình tượng giống kia kim Siri. Với đây không phải chiếc Patek này, không phải là cái chiếc đồng hồ sử dụng cái kim phóng tiêm đầu tiên. Trước đây thì chúng ta đã có một chiếc đồng hồ đã sử dụng kim Siri của Patek, đó chính là chiếc 1591, thì đã được nhà đấu giá Christie đấu giá vào năm, tôi nhớ là năm 2007, với mức giá là 2.2 triệu USD. Và chủ của chiếc đồng hồ đó hình như là nó là một vị vua của Ấn Độ. Tức là cái kim này không được sử dụng nhiều trên chiếc Patek, nhưng nó đã xuất hiện thì giá của nó rất là đắt. Và bây giờ chúng nó quay trở lại, lịch sử lại lặp lại với chiếc Mamba 20 này. Thì vậy thì kim Siri này có hiếm không? Tôi có thể khẳng định các bạn không hiếm. Nhưng cái độ hoàn thiện của nó mới là cái điều tôi muốn đề cập ở chiếc ở kim của chiếc Mamba 20 này. Với những thương hiệu khác như Blancpain này hay là Si của Đức, thì cái ngọn tạo hình của cái ống tiêm ấy, nó rất là đơn giản. Nó thì cái mũi kim ấy thì nó là được làm thẳng, nó là được làm thẳng đuột lên ấy, hoặc là mũi kim mà ngắn làm thẳng, chứ nó không như là mũi kim của chiếc Mamba 20 này. Kim của chiếc đồ này ấy, các bạn nhìn thấy không ạ, nó được vuốt càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mạnh. Ở đầu của ống kim thì nó gần như là đúng là mũi kim, nhưng mà về
phía trụ thì nó lại lớn dần. Đó là một điều mà tôi đánh giá rất cao với cái cây kim của Quatech M320 này. Được vuốt đánh bóng và vuốt mạng, được vuốt rất đều và đẹp. Đó, đó là cái điểm tôi thích nhất ở trên số này, đó chính là cây kim Siri. Ngoài ra những cái điểm khác cho một chiếc đồng hồ điện thoại niên, đó là của chiếc một chiếc đồng hồ điện thoại niên tự động thì đó là cung máy 324, thì tôi không có giới thiệu quá nhiều về cung máy này nữa vì tôi đã nói quá nhiều trước đây rồi. Hay là một cái khóa hoa thị cũng được làm bằng trắng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một đáy phụ và một cái cây trọng chỉnh đó, thì cái này thì nó sẽ đi kèm với những chiếc đồng hồ điện thoại niên. Chúng ta có thể đem ra hãng Patek để chúng ta thay cái đáy đặc này. Đấy này cũng được làm từ vàng. Quên mất các bạn, mà giới thiệu về 5 cái điểm ấn tượng thì tôi không nói qua. Vỏ chiếc đồng này là được làm từ vàng các bạn nhé, từ vàng trắng. Đường kính 40mm, dày khoảng 12mm, độ dài hai tay cao khoảng 48mm. Và đây, lúc này là tôi đeo lên tay đây thì nhìn rất là đặc biệt và rất là ấn tượng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy không? Nó vừa trẻ trung, vừa thanh lịch nhưng nó lại rất hiện đại. Từ góc nhìn của tôi, đây góc nhìn nghiêng, wow, đẹp, nó rất đẹp và ấn tượng. Từ trên xuống, perfect. Tôi có thể khẳng định các bạn, đây là một trong số những chiếc mà tôi nghĩ là nếu trong tương lai mà có điều kiện thì tôi sẽ mua giữ cho bạn một chiếc đồng của mình. Đấy, một trong những chiếc đồng của mình trọng niên ấn tượng, rất ấn tượng. Thôi, đây là cuối của video này rồi. Thì rất là cảm ơn các bạn cũng như là những khách hàng, những anh em đam mê đồng hồ đã follow kênh. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích và cung cấp được nhiều thông tin, các bạn chưa biết được về chiếc đồng hồ này, đừng quên like và follow kênh của chúng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.